Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay bên em lên sóng và giới thiệu mọi người một máy đặc cấp Echo 441 44cc, hàng chuẩn Nhật Bản nhé. Con này hàng về đến 99, xuất sắc. Đang cắt cho mình quả lam 5 tấc, 6 tấc chứ 5 tấc hay 6 tấc 5, 6 tấc à 6 tấc xích đại nhé. Bề ngoài của nó đây, công tắc 441 này. Chế hòa khí luôn nhé, chế hòa khí ốc 7 màu có nhé, chỉnh nhớt này, chế hòa khí qua một đồ đây. Thông số kỹ thuật nó nằm đây nhé, thông số kỹ thuật của con này đây, thông số kỹ thuật con này 44.3 cc, nặng 5 cân 1 nhé, 5,1 kg. CS 441 không nhìn rõ năm sản xuất lắm nhé mọi người. Đây, con này hàng VIP mà. Đây, nhớt này, nắp xăng này, xăng pha nhớt này, không nói nhìn mặt trước quá đẳng cấp, quá VIP. Con này riêng mà anh em miền Tây không chốt phí. Anh em miền Tây con này thì cửa bao lì bao chất. Mình mới đi đấy tháng trước có về con. Mấy tháng trước về được một con 651 này. 651 cho anh khách ở miền Tây. Đây anh em, đây em Hoàng Thông 41. Hàng VIP đó nha. Trắng bóc. Hàng mới về Fujiwara nhé. Con này hàng chất lượng rồi. Hàng chất lượng luôn đấy. Con này là con đấy 041 keo 57. Giới thiệu luôn anh em con này luôn, 041. Hàng con này không chóc sơn thì hàng 100%. Nó bị chóc sơn mấy chỗ rồi này. Mấy chỗ chóc sơn 99 rồi. Riêng đầu thì trong bác này. Trở lại cái máy. Con máy nhá. Riêng con máy này thì đến hàng VIP lắm rồi. Còn anh em có chê đâu nữa nè. Máy zin 100%, chưa bung pha nào, đổ xăng là nổ luôn. Về đổ xăng là nổ, chưa bung bình xăng con, các bộ phận chỉ xúc rửa vệ sinh thôi. Lúc bình xăng lớn thì vệ sinh máy móc thôi, chứ không bung một cái gì nhá. Chỉnh lại thôi. Phần tét nổ luôn nhá. Nghe em tét nổ. Nhớt này, nhớt bắn tuột lên đây này. Nhớt. Con này rất nhạy nhỏ anh ạ. 44cc mà lực vãi đái. Thét lại luôn cho nghe phát 1. Hơi. Riêng tướng đấy, tiếng găng tì nhé, không trượt đi một nhịp nào. Máy nổ gọi là nghe đã tai. Con này chóc sơn rồi chứ máy chưa bung. Đầu nòng này không coi rõ đầu nòng cho anh em đấy, đầu nòng nhìn nhé, đầu nòng xem, đầu nòng thì không nói gì, mới từ trong ra ngoài. Echo Curit này, hai ốc chân làm chắc chắn. Xích nhé, xích thì hơi mòn tí, anh em nào muốn bù xích mới thì mình đổi cho quả xích mới, anh em bù thêm nhé. Quật cho cả làm đa tình và VIP. Riêng con này anh em là chốt sẽ liên hệ qua số điện thoại 0974644973 0337019191 nhé, để được tư vấn và báo giá con này trực tiếp.
qua video. Anh em nào báo giá luôn nhé, quay rồi báo giá luôn. Con này quá VIP, một cậu quá VIP. Liên hệ qua số Zalo để được báo giá. Trực tiếp test máy cho anh em xem trên Zalo luôn nhé. Không phải bảo anh em này bảo máy đều kiểu này kiểu kia. Cứ gọi Zalo cho xem máy trực tiếp test nổ đầy đủ, không chèm cái gì. Máy này quá đẹp. Sẽ hẹn gặp lại anh em nha. Chào anh em nha. Cái video tiếp theo.